Hello các bạn, mình đang ở quận nhất, đang là sau Tết các bạn. Bình thường thì Tết nếu mà mình xuống đường hoa Nguyễn Huệ thì sẽ rất là đông đó, cho nên bữa nay sau Tết một ngày đẹp trời, nó cũng khá là vắng. Thì mình sẽ để xe ở ngay cái bãi gần đường hoa Nguyễn Huệ. Rồi xong rồi mình sẽ đi vô. Thì đầu tiên là buổi chiều nay mình sẽ đi xe buýt 2 tầng các bạn. Hồi đó giờ mình cũng chưa có đi luôn. Rồi sẵn dịp đây, thằng Hy nhà mình nó rất là thích những cái chiếc xe, đặc biệt là những cái xe buýt nữa. Nó hay đi ngoài đường, nó thấy chiếc xe buýt nó hay chỉ đó. Cho nên bữa nay mình sẽ cho Hy đi xe buýt 2 tầng để trải nghiệm, để coi coi sẵn dịp mình cũng đi trải nghiệm luôn coi sao, cũng khá là hay các bạn. Đây, trước mặt các bạn là nhà hát thành phố. Nói chung loanh quanh thành phố thì có một số cái địa điểm đi vòng vòng chơi cũng khá là hay. Ở ngoài cái việc mà mình đi tắm biển Đà Lạt, Phan Thiết đồ thì mình có thể mình xem một số cái tour loanh quanh Sài Gòn để mình đi chơi cũng được các bạn. Đi trong một buổi thôi chứ không cần phải một ngày nữa. Hay được đi chơi khoái lắm các bạn. Rồi, mình sẽ mua vé ngay cái góc này luôn đó, mình không cần phải mua trước, tức là mình lợi mình muốn đi giờ nào thì mình sẽ lại mình mua cái vé trước khoảng 15-20 phút gì đó, rồi mình qua bên kia đường mình chờ xe thôi. Rất là dễ các bạn đó, bên kia đường thì sẽ vài phút là sẽ có một chiếc xe đây. Ngay cái góc sau lưng nhà hát thì mình sẽ thấy công ty của Thái Công nằm ở bên góc bên kia ha các bạn. Đó, các bạn sẽ thấy nhỏ nhỏ cái tòa nhà màu nâu đó là của công ty nội thất Thái Công đó các bạn. Nói chung mình chờ xếp hàng xe buýt khoảng tầm 15-20 phút gì đó. Nếu mà các bạn mà đi trước 5 giờ thì nó sẽ vắng hơn các bạn. Còn thí dụ như mà cuối tuần ngày lễ hoặc là các bạn đi 5 giờ trở lên thì mình xếp hàng sẽ hơi lâu, và mình nên đi sớm tại vì xe chạy cũng lâu quá các bạn, hình như là 45 phút một tiếng gì đó. Mình đi buổi chiều rồi tới buổi tối là mình đi ra công viên phố đi bộ mình đi luôn là hợp lý. Đây là không gian bên trong của chiếc xe buýt thì hầu như là mọi người không có ngồi ở dưới tầng trệt mà hầu hết là lên trên để ngồi, để mình gọi là cái tour ngắm trung tâm Sài Gòn. Đây các bạn, không gian mình có thể nhìn được xung quanh hết. Cái lúc này trời cũng tương đối là sắp sửa tối rồi. Nếu mà mình đi sớm khoảng tầm nửa tiếng nữa thì mình quay phim nó hoặc là chụp hình nó sẽ đẹp hơn. Đây là bờ sông Sài Gòn ngay ha bến Bạch Đằng. Bên kia là con thuyền gì mà mình quên tên là Maria hay là gì đó. Mình sẽ đi qua cái cầu qua quận 4 đó, xong rồi mình sẽ chạy ngược về bến Bạch Đằng, rồi mình đi qua cái cầu Thủ Thiêm mới, cầu Ba Son mới. Đây, buổi tối thì mát mẻ, đèn đốm đâu rất là lung linh. Các bạn sẽ nhìn từ xa sẽ thấy một con diều có đèn làm bằng flycam đang chạy, mình quay thì nó sẽ không được rõ lắm các bạn. Nó một loạt cái flycam đang bay bằng con diều. Rồi sau khi đi một cái tour xe buýt 2 tầng quanh Sài Gòn đó, thì
sẵn buổi tối thì mình ghé vô đi dạo một vòng. Lúc này thì cây hoa đồ thì người ta đã dọn hết rồi, nhưng mà cái khung á, khung hình con rồng đồ thì nó vẫn còn các bạn, nói chung cũng cũng rất là đẹp. Buổi tối thì người dân đi ra đây chơi rất là đông, bán hàng bán tạp hóa đầy hết cái lối đi luôn các bạn. Đây mình sẽ thấy một cái tượng hình nhân đây các bạn. Bắt đầu trứng lên đó các bạn. Đấy, cái lúc mà nghi nó trứng lên mà mình kêu cái gì mà không nghe, bắt đầu nó ngồi xuống nó nằm xuống nó dậy 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 nó làm tùm lum hết các bạn, nhìn vui lắm đó. Đó, xong một buổi đích rồi. Mỗi lần mà nó đòi cái gì mà mình không có nó chiều theo ý nó là nó dậy các bạn. Ở đây thì các bạn sẽ thấy một số chỗ sẽ để mấy con trăn mấy con rắn này ra để mình chụp hình. Nói chung nó cũng vừa ghê ghê mà nó cũng hay hay các bạn. Đây là một cái chỗ để mấy con trăn ra để mình đi lại mình chụp hình. Mấy đứa nhỏ thì nó còn nhỏ quá nên nó không có sợ các bạn. Nó bóc đầu bóc đuôi con trăn. Đây, các bạn coi đứa nhỏ này. Đó, nó nắm đầu con trăn nó quay quay các bạn. Nhìn vui lắm. Rồi, thì nói chung video về một cái chuyến đi trải nghiệm một buổi chiều gọi là xe buýt hai tầng kết hợp phố đi bộ đó. Nếu mà các bạn rảnh rỗi thì có thể là đi vòng vòng chơi cũng được các bạn. Rồi, xin chào các bạn.